Ca sĩ Celine Dion hát tại lễ Tết Nguyên Đán. Kính thưa quý vị, tin từ Bắc Kinh, ca sĩ người Da Nã Đài Celine Dion đã trình diễn tại gia tiệc lễ hội mùa xuân năm nay của Đài Truyền hình Trung ương Trung Cộng. Đây là lần đầu tiên một ngôi sao quốc tế được mời tham dự sự kiện này. Cô đã song ca cùng với ca sĩ soprano hàng đầu của Trung Cộng là Song Yuying. Bài dân ca Trung Hoa là bài Hoa Lại. Ngoài ra thì Celine Dion cũng trình diễn bài My Heart Will Go On trong phim Titanic. Khi được hỏi có khó không khi hát nhạc của một ngôn ngữ khác, ca sĩ Celine Dion đã nói rằng âm nhạc vượt qua biên giới. Nữ ca sĩ thừa nhận sự khác biệt giữa mình và những người đồng nghiệp Trung Cộng. Cô nói thêm rằng là niềm đam mê trình diễn đã vượt qua ngôn ngữ và văn hóa. Và tiệc lễ hội mùa xuân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Cộng là chương trình thường niên hàng đầu tại Trung Cộng và được phát sóng trực tiếp vào đêm trước ngày đầu tiên của lịch Nguyên Đán truyền thống Trung Hoa. Lễ hội này được tổ chức mỗi năm từ năm 1983 và được truyền hình trực tiếp tới hơn 1 tỷ người xem. Và tiệc có các tiết mục ca hát, nhảy múa, tiểu phẩm và các màn trình diễn nhào lộn.